dòng xe Hyundai Elantra và Kona hạ giá hơn 40 triệu đồng hút khách hàng. Hyundai Việt Nam HTV triển khai ưu đãi lên tới 40 triệu đồng dành cho các mẫu xe Kona và Elantra trong tháng 6 năm 2021. Trước ảnh hưởng từ dịch COVID-19, Hyundai Việt Nam thực hiện chương trình khuyến mại đặc biệt nhằm hỗ trợ khách hàng mua xe. Cụ thể, trong tháng 6 năm 2021, hai mẫu xe Hyundai Kona và Elantra sẽ được hưởng mức ưu đãi tiền mặt dành cho tất cả các phiên bản. Chương trình được áp dụng cho tất cả các hệ thống đại lý Hyundai chính hãng của HTV trên toàn quốc. Đại diện của HTV chia sẻ, chương trình ưu đãi dành cho Hyundai Kona và Elantra nằm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ khách hàng thường xuyên của HTV. Mục đích của việc ưu đãi trên không chỉ giúp khách hàng có được chiếc xe yêu thích một cách dễ dàng hơn, mà còn nâng cao giá trị phục vụ khách hàng cũng như thể hiện cam kết luôn đồng hành vì quyền lợi người tiêu dùng. Hyundai Kona là mẫu SUV cỡ nhỏ mang phong cách trẻ trung, năng động. Tại Việt Nam, Kona phân phối 3 phiên bản, sử dụng 2 loại động cơ, bao gồm 2.0 LMPI Atkinson, công suất 149 mã lực và mô-men xoắn cực đại 179 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Tiếp theo là động cơ Gamma 1.6 TGDI, công suất 177 mã lực, mô-men xoắn cực đại 265 Nm, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp. Xe tăng tốc 0 đến 100 km/h trong 7,7 giây, tốc độ tối đa 210 km/h. Sedan 5 chỗ Hyundai Elantra đang được sản xuất và lắp ráp trong nước với 3 phiên bản thường và 1 phiên bản hiệu suất cao Sport 1.6 MT, 1.6 AT, 2.0 AT và Elantra Sport. Xe sử dụng 3 loại động cơ tùy chọn trên mỗi phiên bản. Động cơ NU 2.0 LAT Kinetic với công suất cực đại 147 mã lực. Động cơ 1.6 turbo với 182 mã lực và động cơ 1.6 turbo 4 thì với hộp số 7 cấp. Trong tháng 5 năm 2021, hai mẫu xe Hyundai Kona và Elantra có doanh số bán ra lần lượt là 369 chiếc và 261 chiếc trên toàn quốc.